Phiên chợ ngoài trời ở quận Waterman, Basford, Bruxelles cuối tuần nào cũng thu hút đông đảo người dân bản địa lui tới. Hôm nay, cư dân và tiểu thương tại chợ được đón một đại diện của chính quyền quận Waterman, Basford đến tìm hiểu và giải quyết những khó khăn của người dân, đồng thời vận động cho cuộc bầu cử năm 2024. Tôi sống ở Bruxelles từ lúc 4 tuổi và đã là phó quận trưởng từ năm 2018. Năm nay không phải là cuộc bầu cử đầu tiên của tôi, mà là cuộc bầu cử thứ hai tôi tham dự. Tôi thích làm việc cho khu vực công để giúp người dân và tạo ra những thay đổi để họ có cuộc sống tốt hơn. Hằng là người bám sát cuộc sống của chúng tôi. Cô ấy hiểu khó khăn và hoàn cảnh của mỗi người, không như một số chính trị gia chỉ ngồi trong văn phòng và đặt ra các quy tắc. Cô ấy luôn có mặt, lắng nghe và giúp đỡ người dân. Tôi hy vọng với lá phiếu của mình, chúng tôi có thể giữ cô ấy làm việc thật lâu hằng là một trong những chính trị gia mà tôi yêu thích khi nói chuyện cô ấy luôn hỏi có thể làm gì được cuộc sống của bạn tốt hơn bởi vậy tôi cảm thấy được bảo vệ bởi một người như hằng phẩm chất giá trị của hằng là điều khiến tôi lựa chọn cô ấy chứ không phải quốc tịch không phải bạn đến từ châu á người da trắng hay da màu người việt tại bỉ có vai trò ngày càng tăng trong vài năm qua họ tham gia nhiều hơn vào nền chính trị của bỉ đóng góp một nền tảng chính trị tuyệt vời cho chúng tôi giúp tạo ra một cách nhìn mới độc lập hơn tôi thích tổ chức hoạt động kết nối người việt với các dân tộc khác tại bruxelles và với người dân bỉ để giúp người Việt đến Bỉ học ngôn ngữ, phát triển công việc kinh doanh. Với sinh viên thì có thể tìm hiểu và chọn ngành học, rồi tìm việc làm. Những người Việt trẻ như Hàng Nguyễn không chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Bỉ, mà còn là cầu nối gắn kết bà con trong cộng đồng cùng hướng về quê hương đất nước và nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bỉ ngày càng phát triển. Thế Dũng, phóng viên Thường trú truyền hình Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.